Kính chào quý vị đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của BYTV. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với một chương trình để mà cùng với tinh thần mùa bầu cử của tháng 11 chúng ta sắp tới đây rất sôi nổi. Bên cạnh District 149 là quý vị biết đến một cái District 137 cũng đang có một cuộc gọi là tranh cử rất sôi nổi, và có lẽ là cái vùng 137 cũng là một cái vùng mà có khá đông thương mại cũng như là người Việt Nam cũng như là người Á Châu nói chung. Thì hôm nay chúng tôi có một vị khách là một ứng cử viên đảng Cộng Hòa tranh cử cho chức dân biểu tiểu bang vùng 137, ông Murad Fiqi đến với chương trình ngày hôm nay. Và hello to Mr. Fiqi. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me. I'm honored to be here. Thank you for coming here. Quý vị cũng thấy là có cô Sarah Huynh, một người cư dân trong vùng 137, cũng là một trong những ủng hộ viên của ông Murad Fiqi, và một khuôn mặt quen thuộc quý vị thấy là anh Johnny Đặng, với địa bàn Johnny Đặng mà quý vị biết đến. Anh cũng một trong những người bạn của anh, đó là ứng cử viên hôm nay tranh cử, cho nên là có sự hiện diện của một số quý vị gọi là ủng hộ viên trong chương trình ngày hôm nay. So my first word to you. So this campaign is considered a tough campaign because you are competing with the incumbent position. Mm-hmm. And please share with us. So what is your platform that you want to have people to know more about you? Well, I want to improve our district. In the past 2 years, nothing has been done for our people and our constituents. I want to bring jobs, education, and crime. Those are my three main issues, and I want to be your advocate to fight for you in Austin and every single day to fight for our district and bring good change to our district. Thank you. Kính thưa quý vị, ông nói đến 2 năm qua trong cái vùng 137 đó không có một cái sự thay đổi nào tốt, mà ông thấy là cá nhân của ông sẽ muốn đấu tranh cho 3 điểm rất quan trọng, đó là về công việc, về đấu lại những cái sự tội phạm trong khu vực cũng như là vấn đề giáo dục. Và ông 3 điểm này là 3 điểm chính trong cái nghị trình cũng như là cái chiến dịch làm việc, cũng như là nếu ông đắc cử ông sẽ chú trọng trong 3 lĩnh vực này. Một người và ủng hộ viên của ông Murad Fiqi, thì cô có thể cho biết là ông quen biết ông Murad Fiqi ở trong hoàn cảnh nào, và những cái lý do nào mà cô lại ủng hộ ông? Yeah, thank you Mr. Bin. Yeah. I am a Sarah Win. I support Mr. Murad Fiqi. I will tell you what I do. I vote for the Republican Party that more responsibility for the tax dollar. I vote for the party that more accountable. We want to keep Texas red, and we like Texas just like it is, and don't mess Texas. Vâng, vâng. Thấy cô Sarah Huynh luôn rất là tích cực trong những cái sinh hoạt, mà chúng tôi thấy là những cái sinh hoạt đáng lẽ là người trẻ phải tích cực hơn nữa, nhưng mà cô cũng là một cái gương để mà thấy là cái sự tham gia vào dòng chính, những cái sinh hoạt trong campaign hoặc là trong giúp cho những phòng phiếu vân vân đó, thì cô có thể nói tiếng Việt cho khán giả chúng ta có thể là đã thông được hơn. Thì cô cũng đã nói đến cô ủng hộ bởi vì cô muốn là quý vị ủng hộ và bầu cho đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa thì giữ thuế đúng, và cũng như là những cái hiện trạng của chính phủ không muốn thay đổi, và cũng như là tại Texas á, là một tiểu bang đừng có ai làm cho nó, gọi là người ta hay nói cái slogan ở tại Texas là don't mess with Texas, là đừng có lộn xộn với Texas. Và Texas thì thật sự là phải nói là một tiểu bang Đảng Cộng Hòa, gọi là thành trì của Đảng Cộng Hòa. Just mention don't mess with Texas, but Texas also a stronghold of the Republican Party. Yes. So you think is that some of your advantage? No, actually there is a huge misconception that Texas is completely red. The other side is trying to take Texas from us, and they want to
destroy the economic prosperity that we have in Texas because of the business and jobs and low taxes. They want to increase taxes. They want to crush the middle class, and they want to destroy the jobs and the economy. And that's what I'm fighting every day. I'm fighting for Texas and for our people. Vâng, và ông nói đến ông muốn đấu tranh mỗi ngày với có lẽ nhiều người cứ gọi là lầm nghĩ rằng là Texas là một tiểu bang hoàn toàn đỏ hết, nhưng mà thực sự không phải. Khi mà ông nói đến là cũng có đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ cũng đang mỗi ngày một gọi là lấn chiếm sân, cũng như là đấu tranh để mà giành giữa hai các đảng này thì luôn luôn sôi nổi trong các kỳ bầu cử. Tóm lại thì ông cũng muốn nói đến những cái quyền lợi cũng như là những cái lĩnh vực về thuế cũng như là về giáo dục, về tội phạm, mà những vấn đề đầu hàng đầu quan tâm của ông để mà ông đấu tranh là một người đại diện dân cử để mà đấu tranh cho quý vị tại Quốc hội Texas. Trở lại với anh Johnny bây giờ, đó là cho biết một chút là anh Johnny quen người bạn này từ nguyên giờ như thế nào, anh biết gì tốt về anh này để share cùng quý vị khán giả. Thì trước hết Johnny xin kính chào quý vị mọi người. Một điều Johnny muốn nói là rất là hân hạnh được lên đây là người bạn của Moros. Johnny bỏ một thời gian rất là bận rộn về công việc lên đây với tư cách không phải về chính trị nhiều, mà tư cách là một người bạn của anh. Việc thứ hai nữa là cũng một cái cơ may, mình quen anh bạn cũng Moros cũng được vài năm, và thấy tính tình anh ta rất là tốt, và ra một người trẻ cũng đồng lứa tuổi với Johnny, và những người trẻ mà anh ta rất là hăng say để dấn thân mình vào chính trị để kiếm những quyền lợi cho người dân, cho mọi người. Đặc biệt thứ hai nữa là những cơ sở thương mại của Johnny nó rất là may mắn là nằm ngay vào vị trí ở District 137, thì đây cũng là cái cơ duyên để mình muốn dùng cái tiếng nói của mình, cái sự bạn muốn kêu gọi cho này, muốn kêu gọi bạn mình. Cái quan trọng nhất là vote cho ảnh cũng được, nhưng mà mình một cái chính trong này muốn là kêu gọi mọi người đi ra bầu cử. Tại vì mỗi lá phiếu của những người trẻ, thường cái quan niệm của người trẻ họ nói chung là không rất là lười biếng, người ta không có muốn đi bầu cử, người ta cứ nghĩ là bầu cử không quan trọng. Nhưng mà theo Johnny biết và Johnny thấy được á, là những mỗi lá phiếu của mình, mỗi sự bầu cử của mỗi người đều rất quan trọng. Johnny cũng muốn lấy cái danh nghĩa của Johnny Đặng, Johnny cũng như đại diện cho Johnny Đặng Company, cũng muốn kêu gọi các bạn bè của Johnny để ủng hộ. Thì nếu mà nằm trong District 137 thì ủng hộ cho ảnh, bởi vì Johnny tin tưởng vào ảnh. Đó là lý do chính tại sao Johnny có mặt ngày hôm nay. Vâng, chúng tôi cũng thấy là anh Johnny cũng quen rất là nhiều người bạn Mỹ, một số người bạn cũng phải nói là một số những anh bạn rất là tích cực trong cái xã hội. Cũng như là chúng tôi cũng trước chương trình cũng có hỏi anh Moran, Ricky là anh sống trong khu vực này thì chắc là cũng phải quen nhiều bạn Việt Nam hoặc là Á Đông lắm. So in the district you probably have quite a number of friends who are Asian or Vietnamese. Anything special about the Vietnamese do you like? I love the food. I love the food. I just enjoy it. I think the culture, they're so nice to me, so kind. They welcome me in their home. Come inside. They want to talk. And they're passionate. And they love this country. And I love this country. And we want to improve this country together. So we share the common interests. Vâng, ông nói là ông ở trong khu vực này và ông cũng có rất là một số những người bạn và ông yêu thích thức ăn Việt Nam, cũng như là cũng muốn đồng thời cùng với quý vị để mà đấu tranh cho cái tổ quốc, cho cái quốc gia Hoa Kỳ này được tốt hơn. So a challenge question for you. I will ask you if you know what is phở. Oh, I love it. It's the bowl, the plate that we have, the noodle soup. You mix everything and then eat beef, chicken, vegetable, one of the best, right? So cái đó hỏi một chữ rất là khó, tại vì phải nói chữ đúng nghĩa. What's phở? For you probably recognize phở, but phở, so Vietnamese. Như vậy thì
món ăn phở, người bạn Việt Nam ông có với một cái connection đó đó, thì hy vọng là trong những mùa tranh cử đó sẽ tạo cho ông một cái sự thân thiện hơn, nhất là ông lại lên những cái làn sóng đài Việt ngữ nữa, thì hy vọng sẽ tạo được một sự thân thiện đối với lại người Việt Nam cũng như là cộng đồng người Việt Nam. Và để có sự khởi đầu đó đó, thì hy vọng là khi mà ông mà có đắc cử đó thì ông sẽ tiếp tục những cái sự thân thiện đó để làm việc với cộng đồng người Việt Nam. So back to the district 137, please give us some idea, what is it boundary, where is it about? Of course, it goes from the Galleria. The Galleria is not included, so right up to the Galleria, going west, all the way to Kirkwood. Westheimer is the northern border, and then the southern border is Bel Air. So it's that piece where HISD meets A-Leaf. And Sharpstown is included. Sharpstown, Tanglewild, Briar Meadow, Westmont, Bel Air, and some of Chinatown and the Asian community is included also. Oh, great. That's so. Quite a number of Vietnamese and Asian business yes, there. Yes. And your business. Như vậy là cái khu vực chúng tôi hỏi là 137 là khu vực nào? Là khu vực Sharptown, chẳng hạn như là tiệm của Johnny Đạt ở đó, cũng như là khu vực bên kia của Bell 8, mà dưới Bel Air là khu 137. Coi như là một cách khác thì chúng ta cũng có thể tạm nghĩ là nó ngay kế bên cạnh 149 cũng được. Nhưng mà cái ranh giới đây nó không có hoàn toàn một cái cục hình vuông, nó nhiều khi nó bẻ vòng bẻ ngược như thế này nè. Thì phía trên nó coi như đường Westheimer đến khoảng Sharptown 59, đi qua 59 xuống luôn một tí nữa, rồi xuống đây Bel Air vùng dưới, ở cái đường dưới ở Bel Air. Thì đó là khu vực chúng tôi cũng nghĩ rằng là có một khu vực đông đúc những cái thương mại Á Châu nói chung hoặc là Việt Nam của chúng ta. Mặc dù là bên phía bên này là quý vị cũng biết rồi là của 149. Thì back to another question with what is the strength that you think you are strong about to fight your opponents? I am going to be tough on crime. Our district has some of the highest crime on average in the state of Texas when you compare it to other districts. My opponent has done nothing to combat crime. In fact, crime has risen. I will take a tough stance against crime. I have been in the U.S. military for 13 years, and I can bring my experience to be tough on crime. My mom has been an educator in HISD for over 30 years. I am passionate about educating our kids and improving the education in Texas. Texas is way below the United States compared to other states and education. We need to improve that, and I am passionate about this. So I want to do this. I want to fight for Texas and improve Texas together with all of us. We can do it. Great. Ông cũng nói đến những điểm mạnh của ông, nếu mà gọi là trong cuộc tranh cử này đó, thì ông nói là ông xuất thân là một người quân nhân ở trong Marine của quân đội Hoa Kỳ, và với cái tính cách của một người quân nhân đó thì sẽ rất là cứng rắn trong vấn đề đấu tranh đối với tội phạm, và đó là điểm mạnh của ông. Cũng như là mẹ của ông 30 năm ở trong hệ thống giáo dục, và đó cũng là một cái điểm mà quan tâm của ông. Đó tại sao ông trong cái platform đấu tranh của ông về lĩnh vực giáo dục, ông nói tiểu bang Texas của chúng ta cần phải được nâng cao lên cái căn bản, cái giá trị và cũng như là cái thước đo trong giáo dục đó, và sự đấu tranh đó phải cần cái sự ủng hộ của quý vị để mà ông đại diện tiếng nói của quý vị để mà đấu tranh trong một lĩnh vực mà chúng tôi nghĩ ra cũng khá quan trọng về vấn đề tội phạm, vấn đề giáo dục, và người Việt Nam chúng ta cũng quan tâm. Cô cho mình trong cái vấn đề về tội phạm, cho mình thêm cái vấn đề này, tại vì mình rất đồng ý với ông về vấn đề tội phạm. Bởi vì trong một vài năm qua thì giống quý vị cộng đồng Việt Nam mình cũng biết là những khu vực giống như Kirkwood, Bel Air, đặc biệt là trên những khu vực Bel Air, cái tội phạm về vấn đề đập vô nhà cửa, về cướp bóc rồi thực sự là có gia tăng, mình không thấy giảm. Thì cái điểm đó là điểm mình rất thích và ủng hộ 100% với ông, là bởi vì mình bằng mọi giá mình phải cần quan tâm nhiều về vấn đề tội phạm. Bởi vì giống như mình biết và cô biết, cộng đồng Việt Nam mình không những, tại vì mình có business Ryan Bel Air, và không những Việt Nam, những người bạn nước ngoài của cho này, những khách hàng nước ngoài của mình bị đập vô nhà mỗi ngày, hàng tuần bị cướp mỗi ngày. Vì vậy vấn đề tội phạm mà ổng đề cập mạnh, đề cập cao về vấn đề là giảm tội phạm là cái mà trong việc cho này rất là đồng ý. Một vấn đề rất hiện hữu, rất hiện và hữu, rất thực tế, đúng không? Dạ. Và quan tâm của Việt Nam. Mời cô có vài lời cùng kêu gọi ủng hộ của ông. Dạ.
Xin cảm ơn anh. Tôi cũng có ý là muốn nhắc nhở các bạn trẻ, các người trẻ sinh ở Mỹ, Texas Born, Texas Proud, Texas Value, Texas Conservative, Texas Resource, and Texas Key of Agriculture, thì phải mấy người trẻ phải suy nghĩ lại. Và sau đây là tôi đúc kết là kêu gọi các thân hữu, các bạn bè, các quý vị, ông bà, cô bác nên cái bầu cử là một cái quyền lợi tối thượng của người công dân Mỹ. Mọi người đi ra khỏi nhà để bầu cử và còn phải rủ mấy người láng giềng, gia đình, hàng xóm, thân hữu đi bầu cho đông đủ. Bầu cho ai cũng được, miễn mình thấy vui là thôi, nhưng mà phải đi bầu cử. Và sau đây thì để kết thúc, tôi có một cái bài thơ bốn chữ để nhắn nhủ và kêu gọi cho quý vị sử dụng lá phiếu một cách trúng, một cách chính đáng để đem lại quyền lợi cho quý vị trong tương lai. Vâng, mời cô. Chúng tôi thấy cô còn có cái tấm bảng kêu gọi quý vị đi bầu, một chụp hình là rất là hân say. Tấm bảng này. Cô lớn tuổi rồi còn đi bầu về. Những người trẻ ở nhà không đi bầu là rất là tiếc. Đi vô bầu trực đảng cho nó mau lẹ đi về. Và tôi sau đây tôi xin phép quý vị xin đọc bài thơ ngắn gọn vài phút. Bỏ phiếu cho ai, Cộng Hòa thì bỏ, chớ có đắn đo, trực đảng chấm cho, ra về mau lẹ. Người trẻ nên nhớ, kỳ rồi bỏ hớ, tin lời dụ dỗ, đời sau gánh nợ. Kinh nghiệm để đời, có réo có mời, hứa hẹn đủ điều, quyết không cho phiếu. Làm ít nói nhiều, được chẳng bao nhiêu, lạm phát chi tiền, kinh tế ngã nghiêng, chớ tin dân chủ. Dân nghèo trúng tủ, bàn tay không nóng, ngồi nhà chơi không, trợ cấp chờ mong. Chiều hướng thiên cộng, lấy của tư bản cho người vô sản. Mọi người thấy rõ, lập trường sáng tỏ, người tốt bầu cho, Cộng Hòa ủng hộ. Thất nghiệp còn dài, ghế đã lung lay, chờ ngày giành lại, tiên đoán chẳng sai. Xin cảm ơn. Rất là hay. I wish you knew what he said, but it's one of the best. Và cô cũng kêu gọi quý vị là bầu cho đảng Cộng Hòa. Vâng, không còn nhiều thời gian, mời anh cho nên là đúc kết có lẽ là vài điều tâm đắc của anh về anh Moral Fiki. Thì trước khi cho anh rời làng sống, thứ nhất là cảm ơn Bình, đài WBYN có cho mình có cơ hội lên đây với người bạn Moral. Thì giống như mình nói từ ban đầu thì cái mong ước của Johnny là và tất cả những người bạn trẻ, thứ nhất là mình cần đi bầu. Bởi vì lá phiếu của mình rất là quan trọng. Bầu cho ai cũng được. Nếu mà các bạn không nằm trong District 137 thì ở, bởi vì mình biết là mình mỗi người dân ở đâu thì mình bầu ở đó. Nhưng mà mỗi người lá phiếu mình ra là đây quan trọng. Nếu mà quý vị nằm trong khu vực District 137 là nằm trong khu Bel-Air, Kerwood, thì nó cũng có rất nhiều người Việt Nam mình nằm trong khu vực này, thì nên đi bỏ phiếu. Thì nếu mà quý vị không nhớ tên ảnh thì nhìn thấy được lá cái flyer này trên đường phố, đó là biết của bạn Johnny là bỏ bầu ở thế. Dĩ nhiên là Johnny sẽ rất ủng hộ anh ta và bầu, có thể là người bầu đi bầu sớm sẽ bỏ lá phiếu đầu tiên cho ảnh. Và quý vị nếu mà thấy lá phiếu này là bầu mà ở trong khu vực 137 thì nên bầu cho ảnh, bởi vì Johnny tin là ảnh sẽ làm được việc và sẽ giúp cho không những cộng đồng chúng ta, cộng đồng của người bạn xứ. Đó là những điều mà cho Johnny thấy ảnh có khả năng làm. Great. Đây là một cái flyer quý vị có thể gặp ở mọi nơi. Tên có lẽ chúng tôi nghĩ là rất là ấn tượng để quý vị không có là thấy là thường gặp đâu. Fiki. Tên so this one is rooted from my father's from Egypt, my mom from Venezuela, and I was born here in the United States. Very so. Egyptian. Yes. Very unique. Yes, so, yes. 30 seconds, please address to our audience what you want to share, okay. And maybe call for the early vote. Okay, I just want to say that this is our country. This is our country together. And this country was built on, like my friend Johnny Dang, he started from nothing and started a business because this is the land of opportunity. This is America. This is not where we're going to wait for the government to take care of us.
That is not what this country is built on. And I want to push policies that we can have businesses like Mr. Johnny Dang, like my friend. We can start businesses and we can prosper together. This is America. So I'm so excited. Please vote for me, Murad Fiki. October 20th starts early voting. Please vote for me. Let's build Texas together. Thank you so much. Tôi cũng xin nhắc nhở là quý vị bầu cử sớm bắt đầu từ tháng 10 ngày 20 cho tới ngày tháng 10 ngày 31 đây, quý vị nên bầu cử sớm. Và ngày bầu cử chính thức sẽ là ngày mùng 4 tháng 11, November 4th. Và quý vị nhớ đi bầu cử, cho dù là mình bầu ở trong district nào cũng nên đi bầu, cho dù là bầu phiếu trắng vẫn là điều tốt, nó là sức mạnh của người Việt của chúng ta. Chúng tôi một lần nữa xin chia tay quý vị, một lần nữa quý vị có thêm muốn biết thêm chi tiết về anh Murad Fiki, mời quý vị lên trang mạng chúng tôi đang để trên màn hình với số phone hoặc là số trang mạng, quý vị có thể truy thêm để biết thêm về người dân cử mà quý vị bầu cho họ để mà chọn lựa người cho đúng. Thank you again thank for coming you, to the so program today. Cảm ơn thank cô, cảm so ơn Johnny. Một lần nữa xin chia tay quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.